Đàn ông sao hỏa mà đàn bà thì sao kim? Rõ ràng phụ nữ và đàn ông không hề giống nhau về cả cách suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề và cả cách đối diện với cảm xúc. Các chị em phụ nữ thường được cho là khó hiểu, nhưng có những điều ở cánh đàn ông cũng không quá dễ hiểu, cũng như mong muốn các chị em thông cảm dù cho chúng tôi không nói ra ngoài. Ở video này, chúng mình sẽ đi vào 7 biểu hiện thường thấy ở những suy nghĩ, những cảm xúc, tư duy từ cánh đàn ông thông qua bài viết Những điều cánh đàn ông không muốn cho các chị em biết của tác giả Limitless đăng tải trên website Spider Room. Đây là những điều mà đàn ông không muốn thừa nhận với cánh phụ nữ, không muốn họ biết, nhưng rất mong họ có thể hiểu và thông cảm. Chúng mình sẽ đính link của bài viết gốc trong phần mô tả của video. Đừng quên ghé qua để đọc và thảo luận nhé. Vậy những điều khó nói của cánh đàn ông là gì? Hãy cùng xem video để được giải đáp nào. Bạn đã bao giờ tưởng tượng về một cuộc đời mà bản thân mình mong muốn chưa? Nếu đang muộn phiền bởi những suy nghĩ trên, thì cuốn sách này có thể sẽ giúp bạn giải đáp được phần nào. Chìm đắm vào những suy tư và chiêm nghiệm cuộc đời với Thư từ xứ con người ngay tại tủ sách nhà nhẹ nhá. Điều đầu tiên chúng tôi không muốn các chị em biết chính là mặt yếu đuối của mình. Bạn thấy chúng tôi bị ngã, mặc dù dập này sức kia, chảy máu đầm đìa, nhưng nếu có mặt chị em ở đó, chúng tôi sẽ dùng hết sức bình sinh để nhịn đau và cười xòa như thể không có gì. À thì đương nhiên là nếu đau quá hay là có gì nguy hiểm tới tính mạng thì chúng tôi vẫn kêu thôi. Nhưng mà nhìn chung, chúng tôi không muốn những khoảnh khắc yếu đuối, mụng về của mình bị lộ ra trước các mặt chị em, đặc biệt là với những người chúng tôi đang để ý. Điều quan trọng là, có những điều chúng tôi coi là ảnh hưởng tới sĩ diện của mình nhiều khi lại là một điều vô cùng còn con, bình thường với các chị. Trong lúc bê cà phê ra cho người ấy mà chúng tôi có lỡ đánh đổ nó trên đường đi và bị chị em bắt gặp, thì dù các chị em có bảo là không sao đâu, mua cái khác là được, thì bên trong chúng tôi cũng đang lầm thét lên: "Ôi không, thật nhục nhã, vãi nồi mình thật vung về, cô ấy nghĩ sao về mình đây?" Những câu hỏi rất bình thường lúc này của các chị em cũng có thể làm chúng tôi giật mình vì cảm thấy bị tổn thương phần nào cái tôi có thể coi là hơi to so với mức cần thiết của mình. Chẳng hạn như nếu bạn hỏi anh có sao không hay là anh có cần giúp không? Điều này bình thường với các chị em, nhá. Nhưng ở góc nhìn của con trai, đó là sự nghi ngờ về khả năng của chúng tôi. Mà đối với chúng tôi, câu trả lời là không cho phần lớn các trường hợp nhận được câu hỏi như vậy là một điều vô cùng bình thường. Nếu như chị em tìm thấy hạnh phúc trong việc yêu và được yêu, chăm sóc và được chăm sóc, thì chúng tôi thấy ý nghĩa cuộc sống trong việc chinh phục các khó khăn và chỉ thỏa mãn khi đạt được thành tựu mong muốn. Đó có thể coi là một bản năng, một nhiệm vụ được cài sẵn vào cho chúng tôi ngay từ khi mới ra đời. Một nhiệm vụ được truyền lại từ hàng ngàn năm trước, khi chúng tôi chưa phải là con người mà là những cá thể đực, chỉ có duy nhất một việc: săn mồi và đem về lương thực. Sẽ khó có người đàn ông nào được coi là có trách nhiệm và đáng ở bên dài lâu khi mà họ nhận lời bừa phứa với bạn bất chấp việc bản thân họ không ổn định về mặt thành tựu, hay chỉ ít là tìm ra đường lối rõ ràng cho tương lai. Thử tưởng tượng một người vốn đã không cảm thấy hạnh phúc với chính bản thân họ thì làm sao có thể kiên nhẫn và bao dung với những lúc mà bạn cảm thấy không phải là tốt nhất đây. Chúng tôi có thể độc thân dài lâu mà vẫn sống tốt, nhưng sẽ vô cùng stress và chán nản nếu không có chút thành tựu nào đáng để mình tự hào, để mình cảm thấy tốt về bản thân. Vì vậy, nếu bạn bắt chúng tôi chọn giữa tình yêu và công việc, rất có thể bạn sẽ thua đấy nhá. Đính chính một chút là đương nhiên vẫn sẽ có những người đàn ông khác ở nhà làm nội trợ, hạnh phúc với việc chăm sóc con cái và dọn dẹp nhà cửa để vợ mình làm kinh tế. Nhưng đó chỉ là khi người đó thấy được ý nghĩa của việc đó và coi chúng là thành tựu của mình. Nếu vì hoàn cảnh mà phải làm nội trợ, hẳn một người đàn ông theo bản năng sẽ tìm mọi cách để bứt ra. Đích đến của chị em thường là tìm thấy một bến đỗ bình yên, nhưng chúng tôi thì khác. Chúng tôi yêu sự tự do tới nỗi suốt mấy ngàn năm nay, từ việc lao đi lùng sục tìm mồi tới việc khai phá những miền đất mới, chinh phục bầu trời vũ trụ hay là đem lại những đột phá trong khoa học, đa số đều là chúng tôi xung phong đi đầu. Ở phạm vi nhỏ hơn, sự tự do của chúng tôi dễ thấy nhất ở sự phóng khoáng, trong việc bày biện đồ đạc trong phòng. Ở một ví dụ kinh điển của phòng con trai, rất có thể bạn sẽ tìm thấy một đống hổ lốn được vứt bừa bãi khắp nơi, nhưng cái chúng tôi thấy là một sự bừa bộn nhưng có tổ chức. Chúng tôi hoàn toàn có thể lấy ngay được thứ chúng tôi cần trong đống bừa bãi ấy. Nhưng nếu bạn dọn dẹp gọn gàng lại căn phòng, dù có đẹp đẽ tới mấy thì cũng khiến chúng tôi phải phát điên khi mà đi tìm đồ của mình. Vì vậy, nếu ở chung với chúng tôi, hãy cho phép chúng tôi bừa bộn một chút trong phạm vi của mình. Xin lưu ý là sự bừa bộn khác bẩn thỉu nhé. Bẩn là phạm mất vệ sinh rồi, nên là không viện cớ được đâu mấy anh em. Ngoài ra, tự do còn được thể hiện ở việc chúng tôi hay gọi vui việc lấy vợ là đeo gông vào cổ. Và vì chúng tôi tự hào nên dù có thích ở bên bạn tới mấy, chúng tôi vẫn muốn có được thời gian cho riêng mình. Thời gian đó, có thể chúng tôi sẽ dành để chơi game, chơi thể thao hoặc học một thứ gì đó mới, hay là đi chơi với anh em chiến hữu cũng được. Điều quan trọng là thời gian đó không có bạn.
Ngay cả khi chúng tôi có miễn cưỡng đưa bạn đi theo thì chúng tôi cũng tập trung hoàn toàn tâm trí vào việc hoạt động của riêng mình chúng tôi thôi. Nghe thật phũ phàng phải không các chị em? Nhưng thi thoảng cho chúng tôi thời gian cho riêng mình là một cách bảo dưỡng để chúng tôi có thể vận hành một cách mượt mà hơn. Phải, chúng tôi không thích đi mua sắm với các chị em. Đó là sự thật mà chúng tôi không muốn cho các bạn biết. Chúng tôi ghét điều đó cực kỳ. Bởi với chúng tôi, các chị em lãng phí thời gian một cách không cần thiết khi đi mua sắm. Nếu chúng tôi cần một chai dầu gội đầu, chúng tôi sẽ ra siêu thị, tới gian hàng dầu gội đầu, lấy một chai có ghi dầu gội đầu và cùng lắm là chọn chai theo mùi rồi thanh toán đi ra về. Còn chúng tôi biết các chị sẽ đảm bảo mình không bỏ sót bất cứ gian hàng nào, ngay cả khi các chị có không muốn mua gì trong đó đi chăng nữa. Chúng tôi vì tình yêu cực kỳ to lớn với các chị em có thể đi cùng với các bạn tới 1-2 shop quần áo. Nhưng nếu các chị cũng có một tình yêu cực kỳ to lớn với chúng tôi, thi thoảng hãy cho chúng tôi nghỉ ngơi một chút ở bên ngoài trong lúc chờ đợi. Chúng tôi có thể đứng cả ngày chạy qua chạy lại tổng cộng cả chục cây số nếu là vì công việc. Nhưng việc đi qua đi lại trong cùng một gian hàng chỉ vì các bạn liên tục đổi ý về việc có lấy cái áo đấy hay không là một cực hình với chúng tôi. Chúng tôi thậm chí còn không thích cách các chị em chọn một món đồ chỉ vì các chị thích một điểm gì đó hoàn toàn không liên quan tới nhu cầu thực tế sử dụng của mình. Khi chúng tôi chọn món đồ gì đó, chúng tôi xem thứ đó có giải quyết được vấn đề mình đang có hay không của các chị. Ngay khi đã được chúng tôi tư vấn đến khô cả mồm về tính năng và ưu điểm của món đồ phù hợp với các chị ra sao, các chị vẫn sẽ mua món đồ khác tệ hơn chỉ bởi vì nó có màu đẹp hơn. Điều đó khiến chúng tôi không thể hiểu nổi. Đành rằng chúng tôi sẽ thường sĩ diện và tỏ ra cool ngầu mỗi khi được khen. Đành rằng chúng tôi thường lại vì sĩ diện, nói giảm nói tránh công sức chúng tôi bỏ ra vì không muốn bị cho là yếu kém. Nhưng sự thực là chúng tôi sẽ cảm thấy rất đặc biệt khi được các chị em dành những lời khen hay là tỏ lòng biết ơn tới những gì mà chúng tôi làm được. Chúng tôi có thể nói rằng mới chỉ chờ bạn 5 phút dù thực ra đã chờ nửa tiếng. Cũng có việc chờ đợi người mình yêu là đương nhiên, nhưng sẽ vô cùng cảm kích nếu nhận được lời "Em xin lỗi vì đã tới trễ, cảm ơn anh vì đã chờ em." Hoặc chỉ ít là một lời hỏi thăm, anh chờ em có lâu không? Chúng tôi cảm thấy công sức của chúng tôi được ghi nhận và trân trọng, và điều đó có ý nghĩa với chúng tôi ngang bằng việc đạt được ý nghĩa đời mình. Vì vậy, nếu chị em có thể dành cho cái đàn ông chúng tôi những lời khen hay cảm ơn từ những điều nhỏ nhất mà chúng tôi dành cho bạn, thì chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích. Khi người đàn ông nhận được lời khen, họ cảm thấy tự tin hơn, tốt hơn về bản thân, và hẳn nhiên là kể cả bạn, bạn cũng sẽ muốn ở gần người làm bạn cảm thấy tốt hơn là người suốt ngày mắng nhiếc và chê bai, dù bạn đã làm rất nhiều việc tốt đúng không? Nếu như các chị em đang thắc mắc, những lời khen mà cánh đàn ông chúng tôi thích được nghe là gì thì nó bao gồm những lời khen dựa trên những gì chúng tôi làm được, dù đó có thể là thay kệ ống nước hay là lắp bóng đèn, được khen chuyện dừng chiếu nữa thì càng tuyệt vời. Những lời khen rằng bạn thấy an toàn, hạnh phúc hay bất cứ cảm giác nào mà hành động của anh ấy đem lại cho bạn. Điều này sẽ làm cho họ tiếp tục lặp đi lặp lại những hành động ấy và liên tục đem cho bạn những cảm xúc tích cực kia. Một lời khen cụ thể như bạn thích đặc điểm ngoại hình của họ sẽ giúp khích lệ cái tôi của chàng trai của bạn. Họ thậm chí có thể la đi tập gym để hoàn thiện cơ thể và làm bạn thích hơn nữa. Những lời khen liên quan đến gu thẩm mỹ của chàng trai của bạn, chẳng hạn như nói cho anh ấy biết bạn thích chiếc áo hay chiếc quần mà anh ấy mặc. Gia đình và bạn bè với đàn ông chính là những gia sản quý giá nhất. Khen những điều đó sẽ thôi miên họ rằng bạn chính là người phụ nữ họ tìm kiếm. Nếu người đàn ông bỏ công sức ra làm điều gì đó đặc biệt cho bạn, hãy nói đó là điều tuyệt vời nhất bạn từng được tặng. Hoặc những câu tương tự như vậy. Đó có thể là đưa bạn tới một nơi mà họ nghĩ là đẹp, hoặc một chai rượu họ tin là bạn sẽ thích. Điều quan trọng không phải là bạn thích điều ấy tới đâu, mà là ghi nhận sự cố gắng của họ. Cuối cùng, hãy nói với họ một câu mang hơi hướng đùa giỡn như kiểu "Không có anh em biết sống sao" chẳng hạn. Nghe có vẻ xên xúa buồn cười nhưng mà nó thực sự tăng độ tự tin không hề nhỏ cho người đàn ông của bạn, nhất là khi bạn vừa nhờ anh ấy giải quyết một vấn đề nào đó thành công. Nếu bạn muốn chúng tôi làm điều gì đó, hãy nhờ chúng tôi thay vì ra lệnh. Cái tôi của đàn ông chúng tôi sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng và ngay lập tức phản kháng dù yêu cầu có hợp lý tới đâu nếu đó là một lời ra lệnh. Ví dụ nếu bạn nói, "Anh vứt ngay mấy cái hộp trên bàn kia đi, anh bẩn quá rồi đấy." Rất có thể phản hồi bạn nhận được từ chúng tôi sẽ là "Anh chả thấy bẩn gì cả." Hoặc "Tí nữa anh vứt, anh đang bận." Dù việc đó chỉ làm chúng tôi bận thêm khoảng 2 giây. Cách nói trên làm chúng tôi cảm thấy như một lời chê bai rằng anh bừa và bẩn quá. Đương nhiên là sẽ làm chúng tôi khó chịu rồi. Nhưng nếu bạn nói "Anh có thể vứt giúp em mấy cái hộp kia đi được không?" thì kể cả bạn có sai chúng tôi đổ hết mấy thùng rác trong nhà chúng tôi cũng làm. Chúng tôi là như vậy, muốn cảm giác đang ở tư thế làm chủ hành động của mình hơn là phải làm theo lệnh của người khác. Nếu bạn biết lựa lời, bạn mới chính là thế lực làm chủ thế giới. Cũng như các chị không thể suy nghĩ giống chúng tôi cũng không thể suy nghĩ giống các chị. Lối suy nghĩ mà theo chúng tôi là khá phức tạp.
Chúng tôi hoàn toàn không mong các chị em phải nghĩ theo cách chúng tôi nghĩ. Nhưng giá như các chị biến những suy nghĩ phức tạp ấy thành lời, dù chúng có vô lý tới đâu, trong cách nhìn nhận của chúng tôi, nó vẫn dễ thở hơn nhiều so với việc phải đoán xem ẩn ý của các chị em là gì. Nếu các bạn bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình thành lời, chí ít chúng tôi còn có cơ hội để biết sẽ phải làm gì với nó, giải thích, an ủi, lắng nghe, các kiểu. Chúng tôi không phải là giáo sư X trong phim X-Men để đọc được suy nghĩ của các bạn. Dù đã yêu và ở bên các chị em khoảng 5 đến 7 năm đi chăng nữa thì cũng chịu. Vậy nên, mong các bạn nói rõ nhất có thể là những gì đang diễn ra trong đầu các bạn. Nếu các bạn muốn ăn đồ Thái, đừng nói là ăn gì cũng được. Để rồi chúng tôi đưa ra các lựa chọn thì gạt đi hết. Nếu các bạn thích chúng tôi gạt cần để chân cho các bạn trước khi ngồi lên xe, đứng so sánh người yêu nhà người ta thì... Nếu các bạn muốn chúng tôi về sớm, hãy nói vậy trước khi chúng tôi đi, thay vì không nói gì và giận hờn khi chúng tôi về muộn. Bảy điều trên đây là một trong số rất nhiều điều khác mà đàn ông chúng tôi muốn nói với các chị em nhưng lại không thể nói hẳn ra ngoài. Vậy đấy, cách mà đàn ông và phụ nữ hoạt động không hề giống nhau, nhưng chúng ta lại luôn bị thu hút bởi nhau, hình thành tình yêu ở giữa. Thế nên hãy dùng tình yêu đó làm động lực để mỗi bên đều cùng hiểu nhau từng chút một, giúp mối quan hệ được bền lâu. Đến đây rồi, các anh em hãy tranh thủ phần comment của video này mà gửi gắm tới nửa kia của mình những điều thầm kín muốn các bạn ấy hiểu đi. Đừng quên là nếu cảm thấy chi li quá, hãy tặng cho chúng mình một like, subscribe và một share nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace.